thiện duyên, à, sau là lấy đức thiên duyên vạn đà. Phải rồi cô ơi. Nhật bái à, thập phương chư à, Phật chư Phật à, nghỉ bái tích ca mẫu à, tám bái Di Đà Như Lai, tứ bái Thế Chí Quan Âm, ngũ bái Thanh Tịnh, tam khấu đầu. Ô thế mỗi tuổi lão mọc thêm râu, sống đến tận trên à, thế thọ quá cụ ơi. Anh em ơi, sao vậy văn linh hương hồn cụ văn mà muốn sang Tây chỗ thì làm sao? Có lẽ là phải đợi, đợi đến bao giờ? Đợi cho đến ngày đi ấy sáng ra thông ơi, đợi cho đến lúc sáng nha. Đang đêm hôm không được nài hà, phải rồi gặp kẻ gian tà nó chiếm đoạt. Tôi thưa chết nhiều không xài, đêm hôm sông nước cha con tôi lần lội đồng mê không. Nay trong thấy đò đứng đợi bờ sông ngào ngán nhẹ trong mê lòng tiền mê nào mà chúng tôi đây con nhà hiếu thảo ý. Đêm nay muốn qua sông về, về tới cận Phật văn y kinh. Này sách có chủ đăng đồ thần chứng sinh, tôi xin lòng giải cho thuyền sang mà đón mấy. Phải rồi, người nào người làm sao ăn nói toàn những cái dòng khó nghe. À đúng rồi, chở đi đâu mà sao sớm không về. Phải rồi, bây giờ trời tối rồi, lão không có chở. Xin ông chờ đem lòng dân dư vui, chúng tôi đây thực kẻ lành. Này sạch nhi sạch có cầu lận mật hủy quê, tôi xin nông sãi cho thuyền sáng làm mê phục nguy. Cho thuyền sang làm phúc. Phải rồi, phúc gì mà phúc? Làm sao? Phúc đức nào thì cũng chẳng bằng thân. Đúng rồi, trời mưa to sóng gió ỉa. Phải rồi, gặp cơn vũ bão để nào ai cứu sao? À đúng rồi chú ơi, tuổi lão già rồi, lão không có dài. À không còn dài, chẳng thương người mà đem khổ đến thân. Đúng rồi, xưa kia lão cũng gặp một người. Làm sao? Cũng xưng là con Phật cháu tiên. À đúng rồi, lòng lão nghĩ thật là người. Thì làm sao? Xăm xăm đưa thuyền sang đón giữ. Phải rồi, nhưng không ngờ. Ngờ làm sao? Không ngờ khách là người bảo ngược. À con nhà bảo ngược. Chỉ chăm chăm là chốt tiền đỏ. Ấy không được, không có tiền lão vẫn chờ cho. Ừ, thế mà khách cậy khỏe đoán cả lão. Thế thì làm sao? Thế bây giờ
trầu thấy chân đen, làm sao gặp vỏ dừa thấy vỏ dừa lão phải trái. À đúng rồi, không thương người mà đem khôn đến. Phải rồi, đã thất cơ thua chí một lần. Ừ, từ ngày ấy cổ cho một chỉ. À cổ tay ông ơi, cổ tay xin ông chờ đem lòng nghỉ thế có nhẹ nào. Ai cũng như ai mà người nặng ba đông của bạn loài. Xin ông chớ phân bi trầm mê nhất mê. Vậy thì cách con là sông kia làm sao nên mơ được sáng thì nói nhỏ nói to miệng sơn sớt bổ đường nhân nghị. Phải rồi, qua khỏi sông thì khinh sóng dễ gì. Đúng rồi, sách có câu nhân tâm cách đủ thì làm sao thế cho nên thủ thân vi đà. Phải rồi, xin ông chờ đem lòng nghi ngại. Tôi xin thề nay ông lấy lòng nghi tin dù tôi nay mà có đảo thiên quyền thiên đi là quỷ thần ôi xin anh em ơi. Sao vậy, nay khách nó có lòng từ quy. Phải rồi, thì lão đây cũng tùy duyên. À tùy duyên, nhưng lão còn đang buồn một lúc. Nói làm sao, lão mà chở đò đi thì ắt phải lái về. Đúng rồi, bụng mà đói tay chèo lão mỏi. Phải rồi, nói ra đây sợ người cười hóc. Đúng rồi, nhưng bụng mà không thì chắc hẳn là mỏi tay chè. À phải rồi, vậy khách đời lão đi ăn đây. Nay ông đã có lòng dày thế tôi xin thưa sư thực ngồng ấy. Ông cứ chở tiền sang cho đến đêm sắp hoa này rồi lộc phật thì nông thu được ấy. Vậy nay khách đâu có lòng từ quý. Phải rồi, nhưng lão thì lại còn đang buồn. Buồn làm sao, một mình lão trèo chở con thuyền đêm hôm nghỉ cũng treo nghe. À bất bà cụ ơi, thế cho nên lão muốn gọi gọi ai xem ở trong thôn một quyên một này có chú tiểu đồng là to nhất thì lão thuê nửa chú. À chắc là có đấy. Ơi vâng linh ông trái ơi, con cháu nhà nào gọi ông hử? Tiểu đồng nay không có đâu, thế nhưng mà người kéo thuyền phụ thì có đấy. Ô thế cho là ông thuê nửa chú. Nửa chú à? Anh em ơi, sao đỡ đợt khẩu nhịp ra kéo đò với ông trái cấp khuya nhá. À ra để chờ đò cho cuộc mắc người tới chút chú ơi. Yeah.
thưa bác này, làm sao thế con? Đồng. Làm sao? Nghe tiếng mời ai lôi đã ra đến đây là cứ bắt hạ trái hồi. Xin bắt công bị ngủ nốt thế này. Thế nào? Lại đây ông bảo thế nào này? Lão vừa mới gọi chú ra tới đây. Chú đã làm cho lão được cái gì mà công tử được rồi nhớ nha. Có nghĩa là tố phú quế thì hành hồ phú quế, hành hồ quế, tố bần tiền thì hành hồ bần địa. Bất tranh thì vô lòng chi nhân, vô lòng chi nhân, địa bất tranh vô căn chi thảo chứ này. Thế nào vô can chi thảo là cái gì? Thì không nghe thế nào hả? Có nghĩa là thiên thiên nhân nhân lại thành thiên, thành thiên tất chí là huyền chi vi diệu, huyền thanh hay diệu. Phật tử hiểu hiểu thánh đức khôi khôi. Thánh đức khôi khôi là cái gì? Chính là em đây nè. Chú ơi, thế nào? Chú Tiểu Đồng là chú ở đây phải rồi. Tốt lắm. Năm nay cũng có tuổi vậy đấy. Năm nay chú mấy tuổi? Năm nay là vừa tròn là 84. Thế nào? Non chú còn trẻ con thế này mà lại còn 90. Không phải. Sao? Ý em nói 84 là 12. Mới có 12. Tuổi em đang chuẩn khai tập nhì đây này. Ôi chú ơi, thì sao? Chú nói toạc món heo với lão là 12 để còn thọ. Em không biết thế gì. Nhà em là nhà đàn chị, nhà hai chẳng có chị. 37 đời bia biển bằng đồng. 37 đời bia biển bằng chị. Vốn chưa cưới là các cụ có ông. Con cụ cháu ông. Em có khăn rồng. Này áo đẹp đi. Áo đẹp vậy. Lại con nhiều về đẹp đấy. Có cái gì? Chấp quỷ trừ tà, sát quái trừ tinh. Sát quái trừ tinh. Nhà em có cả tướng, cả binh. Có cả tướng, cả binh. Có cả bồ ấn điểm đông tây nam bắc. Này. Thế nào nhỉ? Có phải ngày xưa là bố chú đi làm thầy bồ thủy? Phải. Nhà em là nhà cái xác. Tôi lại có xác. Xác Phật ban cho thờ phượng kiều trồ. Thờ phượng kiều trồ. Không phải em cùng đâu. Thì ai bảo chú cùng? Em là người đủ dùng chi cách đấy. Đủ dùng chi cách. Em đi học em nhớ cái xác. Giỏi quá vậy, đi học nhớ xác.